Chào các bạn, Quỳnh Mai chúc các bạn ngày mới vui khỏe bình an. Hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để trồng cây thơm các bạn. Đây, đây là cây thơm mà Quỳnh Mai đã ươm được từ cái đầu của trái thơm mình mua ở Walmart về mình ăn đó các bạn. Khi mà ăn thì Quỳnh Mai cắt cái đầu nó ra và đem dăm. Thì cái đầu thơm Quỳnh Mai dăm được 2 tháng thì nó ra như thế này đó các bạn. Thì hồi mình dăm cách đây bây giờ là tháng 10, mình dăm lúc đó là đầu tháng 8. Thì khi mà mình dăm á, thì cái đầu thơm nó có gai và nó rụi xuống. Khi nó rụi xuống gần hết, cái nó mọc mầm và nó lên cây thơm con nè các bạn. Các bạn nhìn thấy rồi đó, cái lá nó không còn có gai nữa và nó phát triển rất là mạnh. Sở dĩ mình ươm cái cây thơm này để Tết tới mình có thơm để trưng các bạn. Thì theo câu người xưa nói, khi mà ở trong nhà đó mình trưng thì trưng những cây có cái chữ như tài lộc cho nhà mình lấy hên. Thì trong đó có chữ thơm, nên Quỳnh Mai đã mua cái trái thơm, trái dứa ở ngoài Walmart bán 2 đồng mấy một trái đó. Quỳnh Mai cắt cái đầu nó và đem ươm trong vòng 2 tháng thì nó đã sống rồi và phát triển rất là mạnh các bạn. Thì theo như ở bên Việt Nam người ta trồng thơm, theo như Quỳnh Mai biết là cỡ 3-4 tháng là nó có bông, nó có trái nhỏ lên rồi. Thì Quỳnh Mai làm thử để xem coi nó có trái để cho mình trưng Tết hay không. Mặc dù nó không có trái thì mình cũng có cái tên là mình trưng cái cây thơm trong nhà đó. Quỳnh Mai đã có cây phát tài rồi thì bây giờ thêm cây thơm cũng như là cây đu đủ, mình có đủ thơm rồi đủ xoài là cây xoài đó các bạn. Thì hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn là nếu mà mỗi năm các bạn ăn thơm, các bạn canh cỡ tháng 7, tháng 8 các bạn dăm chừng 2 cái đầu thơm mình mua trái thơm ở ngoài Walmart về đó, rồi mình dăm thì nó sẽ ra cái cây con và cây con nó sẽ cho trái cho mình để mình trưng Tết các bạn. Thì năm rồi Quỳnh Mai cũng làm như vậy và được một trái, tuy rằng nó không có lớn nhưng nó nhỏ, nhưng mà mình cũng được trái thơm để trưng vào 3 ngày Tết. Vậy hôm nay Quỳnh Mai đây là chia sẻ với các bạn là cách trồng cây thơm bằng cái đầu của trái thơm các bạn, rất là dễ luôn. Rồi sau khi mà các bạn trồng một đợt đầu là cái cây thơm này đó thì các bạn sẽ trồng được hoài, tại vì cái cây này là cây mẹ thì nó sẽ nhảy ra những cây con, rồi mình bứng những cây con nó qua những chậu khác, sang qua chậu khác thì mình sẽ có cây thơm con. Mỗi năm các bạn trồng như vậy thì bắt các bạn khỏi mua thơm để trưng Tết, mà mình trưng trái thơm ở trên dĩa trái cây đã đẹp rồi, mình có cái cây thơm mà có trái ở chính giữa chín vàng thật lại càng đẹp hơn nữa các bạn. Nên Quỳnh Mai mỗi năm đều làm trồng cây thơm đó. Các bạn canh cỡ tháng 5, tháng 6 là vừa rồi, tới chừng Tết Việt Nam là nó ra trái là cỡ chừng 6 tháng đó các bạn. Nhưng mà bên đây mình trồng á, mình trồng ở trong chậu nên nó không có phát triển tốt bằng ở Việt Nam. Trồng trái thơm ở dưới đất các bạn nên cái trái nó rất to, còn mình trồng trong chậu thì cái trái nó nhỏ hơn. Nếu mà các bạn ở Cali hoặc là ở những vùng mà có nhiệt độ cao á thì các bạn có thể trồng thẳng xuống đất luôn. Nhưng mà khi mà bứng lên để trưng Tết thì cũng
hơi khó nên trồng trong chậu luôn. Các bạn bỏ phân cho nhiều thì trái nó sẽ to. Chân tết rất là đẹp đó các bạn. Các bạn nên làm một cặp, tức là hai cây đậu thơm ra hai cây thơm, xong rồi nữa nó sẽ cho hai trái thơm. Mặc dù nó không lớn nhưng mà cũng có trái thơm rất là đẹp, chín vàng rất là đẹp đó các bạn. Bây giờ Quỳnh Mai đã kiếm được một cái chậu sành các bạn. Mình sẽ để cái chậu thơm này vào trong cái chậu sành để cho nó đẹp. Và mùa đông mình cũng đem vô nhà đó. Mùa đông mình đem vô nhà, nhưng mà cũng không sao các bạn, tại vì đồ trong nhà cũng thích hợp cho cái thơm này. Quỳnh Mai đã kiếm được một cái chậu bằng sành sứ để vô nè các bạn. Đó. Các bạn nhìn thấy cái chậu sứ này đẹp hay chưa? Rồi mình để cái cây thơm vào. Quỳnh Mai sẽ kiếm cái chậu mà cao hơn chút nữa, chậu sứ cao hơn chút nữa cho nó xứng với cây thơm. Vậy hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn là mình trồng thơm để chưng Tết nha các bạn. Cái cây thơm này nó sẽ cho trái cho các bạn đó, chứ không phải là không cho trái. Mình cắt cái đầu thơm, trước hết mình cắt cái đầu thơm, rồi xong các bạn kiếm cái thao hoặc là cái dĩ rộng, rồi các bạn để cái đầu thơm lên, rồi các bạn chế một miếng nước, rồi các bạn để cái đầu thơm lên, không có chế qua khỏi cái mắt của nó. Cho nó lắp sắp ở dưới cái mặt mà mình cắt đó các bạn. Thì để đó nó gần cửa sổ, nó sẽ cho ra rễ, nó đâm rễ tu tủa chung quanh, xong rồi các bạn mới đem ra các bạn trồng vô đất. Trong thời gian mà mình trồng vô đất, cái rễ nó sẽ ăn xuống đất, nhưng mà những cái lá ở trên đầu thơm nó sẽ rụng các bạn. Nó rụng xong rồi nó vẫn còn sống và nó lên những cái lá khác như thế này. Những cái lá này mới là cây thơm thực sự đó các bạn. Cái lá này không có gai và càng ngày nó càng cao lên, rồi tới lúc nó sẽ cho trái đó các bạn. Trồng cái cây thơm bằng cái đầu của trái thơm rất là dễ dàng luôn. Đó, đây là một cây để mình chưng Tết ở trong nhà. Mình giới thiệu với các bạn thêm một cây nữa. Đây là cây bát tiên. Cây bát tiên này màu vàng và có sọc màu xanh lá cây đó các bạn. Đó, cái cây này rất là tốt luôn. Nó là loại xương rồng, nhưng mà nó có ra lá. Lá của nó lớn và cái bông của nó tươi rất là lâu, không có rụng các bạn. Nó rất là tốt. Nó có ra chùm, tại vì cái cây này nó còn nhỏ nên các bạn thấy nó chỉ có 4 cái bông đó. Rồi nó bắt đầu nở thì nó màu xanh lá cây nè các bạn, rồi nó nở lâu thì nó biến thành màu vàng, mà nó sẽ cho ra hoa rất là nhiều và hoa của nó rất là lâu tàn. Nó có tên là bát tiên, hoặc là người ta bây giờ người ta còn thêm tên của nó là tên tỷ phú, nhưng mà mình biết hồi xưa tới giờ người ta gọi nó là cây bát tiên. Nó có rất nhiều màu, màu đỏ, màu hồng, màu vàng, màu xanh đó các bạn. Và nó rất là cao luôn, nó thuộc loại xương rồng. Nó cao cỡ khi nó già nó cao cỡ 1 mét tới 2 mét các bạn. Và nó ra nhiều nhánh và bông của nó rất là lâu tàn xum xê, và những cái bông nó tròn, rất là dễ thương luôn. Nên hôm nay Quỳnh Mai giới thiệu với các bạn cây này là cây bát tiên, còn được tên được người ta đặt thêm một cái tên là tên tỷ phú, nhưng mà mình không biết cái tên đó, mình chỉ biết tên là tên bát tiên. Thì cái cây này thuộc loại xương rồng có gai nhưng mà có lá các bạn.
Vậy thì hôm nay mình mang ra vườn giới thiệu với các bạn hai cây có tên tốt đẹp, đó là cây thơm và cây bát tiên, dùng để trưng những ngày Tết ở trong nhà, để ai lại nhà cũng nói thơm thơm rồi bát tiên đó. Là người Việt Nam mình ưa thích những cái tên đẹp để làm cho cái khí ở trong nhà mình được hưng thịnh đó các bạn, cũng như là cây sung, cây thơm, rồi cây đu đủ, đủ xoài, đủ thơm đó các bạn. Vậy video tới đây xin tạm ngưng, mình mai chúc các bạn vui khỏe bình an. Ủng hộ mình Mai, đăng ký chia sẻ like để mình Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt, hẹn với các bạn video kỳ sau.